ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Rồi, cuộc chiến giữa Sinh với Hoàng, nhưng mà bảy đá dầm, ok. Sinh đi đám cưới không? Chưa chạy xuất kịp. Chạy chạy không kịp rồi kìa, nghe tiếng máy nổ. Rồi con đây tên gì mà nãy có con Mạ ở đâu con Bạch Long, Bạch Long Thang Sài Gòn. Con đây là Thang Sài Gòn, Bạch Long. Ok, Bạch Long với Thang Sài Gòn giữa Sinh và Hoàng. It's it. Tăng tăng ta lăng ta lăng tăng tăng. Vô. Xuống con, xuống con. Đặt ra rồi con xin tốc nước. Con xin tốc nước. Chưa, nó ê càng. Quay không? Quay không? Bỏ đi. Thử tư con Bạch Long này cũng xin không có dễ dàng đâu. Con Bạch Long cũng xin không dễ dàng đâu. Con này cũng đông hết á. Hút này. Trời ơi, có hai con này nó đá nó chết luôn. Dạ. Con nào trúng chân trước con đó thắng. Dứt. Con nào trúng chân trước con đó thắng này. Cô chạy. Đồ mà chết ơi. Con của Hoàng chạy á. Trời ơi. Con hồ ra tay gì vậy? Con hồ á. Thấy nó chạy rồi. Thôi em quán luôn á. Đồ tắp á. Yeah.
Thang Phan Rang á. Thang Phan Rang con đầu tiên ăn thương mập như vậy. Đúng rồi. Rồi. Mà con trục nó bị bể rồi mà. Trục quen bể rồi. Vô. Vút nè. Phan Rang mà chắn là Phan Rang thôi. Chỉ có Phan Rang mới chơi là Phan Rang thôi. 2-1. Chịu không nổi đâu, 2-1. Sa tăng xin ra rồi tốt luôn 17 thả nha thả thả từ từ thả nhẹ thôi ra rồi ok thả dế thả chiến dế sa tăng ra bạch long là đi rồi nha bạch long con 2 thua con thứ 3 vô sa tăng cố lên đúng rồi ăn chân dứt luôn ăn chân dứt sa tăng cố lên Go on. Tự đặt tên luôn rồi á. Chốt con Satan tôi xin con phía trong á, con hữu á. Rồi bây giờ thả ra là thắng. Ủa, con không con nãy giờ đá chưa? Chưa đá đâu. Rút ra. Rêu chưa? Rêu rồi, con có xin trong đó mà, con xin ăn thắng mà. Đều hay không, đều hay không? Con đều hay không? Ờ, đúng rồi. Con giấy xin ăn rồi á, thả đây. Rồi, rêu. Ra ghế ngồi anh em, vô hiệp cuối cùng. Một cái, hai cái. Rồi. Lên đường luôn. Lên đường luôn. Ra chúc mừng xin nha. Bắt tay. Rồi ok, cho xin chàng vỗ tay nào. Vâng. Thì trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết cũng đã kết thúc. Bốn cái tên đã được xác định vào tiếp vòng trong, đó là Đồng, Minh, Sinh và Mẫn. Thì trước khi đến vòng đấu tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau xem lại để mà phân tích những cặp đấu vừa rồi. Ok,
Rồi, trận đầu tiên Minh và Andy thì tỷ số của trận đấu kết thúc là 4-1 nghiêng về phần thắng của Minh. Thì về phía Andy thì tuy là người thất bại nhưng đã để lại một trận đấu rất là hay, rất là ấn tượng. Tổng thời gian giao đấu đã lên tới 101 giây với nhiều pha chí mạng, cống hiến rất là hấp dẫn, rất là kịch tính, mãn nhãn cho người xem. Thì tuy là người thất bại là phải dừng cuộc chơi tại cái vòng đấu này, nhưng mà Andy với cái chiến dế mũi tên máu, mình tạm phong nó rằng là anh hùng cô độc trong team dế của Andy, thì đã kịp hạ được một con của Minh rất là hay, rất là kịch tính. Thì với cái con chiến dế mũi tên máu này thì mình nghĩ Andy thì chia tay giải đấu tại vòng đấu này, nhưng mà có thể ngẩng cao đầu được vì đã sở hữu được một con dế đá rất là cống hiến, rất là hay cho giải đấu này ha. Rồi còn về phía Minh thì tình hình vượt qua vòng đấu này vào vòng đấu vòng bán kết tiếp theo thì lực lượng là mình đánh giá như sau. Thì Minh đã tung ra hai con sau hai vòng đấu, đó là con mặt bi và cái con thứ hai. Thì con thứ hai sau khi bị mũi tên máu hạ thì mình đánh giá rằng là khả năng chinh chiến của nó chỉ còn chắc cỡ 10%, mình nghĩ nó đã banh rồi, nát rồi. Mũi tên máu đá hay quá cho nên đã kịp hạ được một con của mình. Còn cái con mặt bi thì mình đánh giá là nó còn có thể khả năng chiến đấu nó cũng còn có 70%, vì sau khi vượt qua hai vòng cũng tương đối là cũng không quá nặng, thì lực chiến của nó thì sau thời gian nghỉ này nữa thì nó đã lên tới còn 70%. Còn hai con còn lại là chưa ra sân thì còn gần như là nguyên vẹn, nguyên vẹn chưa bốc tem. Thì lực lượng của mình vào vòng trong thì mình thấy là khá dày, vẫn còn rất là hùng hậu đó. Khả năng tiến xa rất là cao nha các anh em. Rồi trận tiếp theo là giữa Đồng và Bảy, thì kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0 nghiêng về phần thắng của Đồng. Thì tuy Bảy là người thua cuộc nhưng mình đội hình của Bảy là mình đánh giá bốn con rất là chất lượng, đặc biệt là hai con Lý Quỳ và con Ốc Tiêu của Bảy đã rất là tốt, đã rất là tốt. Nhưng mà gặp phải đội hình của Đồng quá cứng đi, đá miệt mài, đá hoài mà không chạy, không thắng được một hiệp nào. Tuy thua cuộc nhưng mà Bảy đã kịp để lại một cái trận đấu rất là hay, rất là đỉnh cao. Tổng thời gian giao đấu lên tới 122 giây với cường độ đá, tốc độ đá rất là cao và nhiều pha cống hiến, nhiều pha đá đẹp mắt, chí mạng, hấp dẫn cho người xem. Một lần nữa mình thấy rất là tiếc cho Bảy, rất là tiếc cho Bảy. Nếu mà Bảy nằm ở một đánh nhanh đấu khác đi, nhanh đấu khác thì khả năng tiến sâu của Bảy là vô cùng cao luôn. Thì năm trước là Bảy coi như là dòng bán kết là dừng bước, gặp Đồng là dừng bước ngay tại dòng bán kết. Và năm nay thì tứ kết là đã gặp ngay Đồng rồi, và tứ kết thì cũng phải lại chấp nhận dừng bước nữa. Thì hy vọng qua năm sau chúc Bảy sẽ rơi vào một nhanh đấu khác để có thể có khả năng tỷ lệ khả năng tiến sâu vào giải nó cao hơn. Chứ mà tiếp tục gặp Đồng nữa thì đó là một cái kết quả bốc thăm thực sự là không có may mắn, không may mắn lắm cho Bảy ha. Thì rồi ok. Thì cái trận đấu đã để lại 122 giây đá rất là đẹp, rất là tốt. Thì mình cũng chúc mừng cho Bảy. Tuy thua nhưng mà có thể ngẩng cao đầu chia tay giải tại đây nha. Rồi ok, mình sẽ qua trận đấu thứ ba. Rồi. Trận đấu thứ ba là trận đấu giữa Trương và Mẫn. Thì trước khi trận đấu này diễn ra thì nhiều người đã đưa ra dự đoán phần thắng sẽ nghiêng thẳng về Trương, vì sắp theo cấp bậc là trên võ đường Trương cũng nằm ở cấp bậc rất là cao, đó là đội trưởng cả ngàn điểm đấy, cả ngàn điểm. Còn Mẫn thì ở cấp bộ chỉ là chuyên nghiệp thôi đó. Và lịch sử xưa giờ thì Trương nói chung là cũng có tiếng hơn, là với nhiều con dế ấp lên võ đường đá cũng rất khiếp về dế Tây Ninh. Nhưng mà sau khi kết thúc trận đấu thì một cái kết quả rất là bể bàn, rất là bất ngờ, rất là sốc cho người, gọi là cho người, cho các anh em theo dõi đá dế này. Thì Mẫn đã win với tỷ số là 4-0 một cách chóng vánh trong vòng 18 giây, gọi là rất là nhanh luôn. Đây có thể là một cái thất bại gọi là nhanh nhất lịch sử đối so với một đội trưởng vô đường giới Việt.
Thì sau cái thất bại này á, thì mình thấy cái đội dế của trường, đội đánh giá đội dế của trường, có thể rằng là sau khi mà vượt qua Mạnh á, là trường là chỉ có đúng hai con dế hay thôi, là con số 1, con số 2 thôi. Là sau khi vượt qua Mạnh là bị con dế là lôi báo của Mạnh, con thứ tư á, con thứ tư của Mạnh là bào nát rồi, bào nát luôn. Thì lúc đó mình đánh giá rằng là rất may cho trường là lúc đó đã vượt qua được Mạnh, chứ mà nếu mà trường hợp mà không cắn trúng chân con lôi báo của Mạnh và kết thúc trận đấu á, thì khả năng là Mạnh có thể là người vào vòng tiếp theo chứ không phải là trường đó. Thì trước tiên mình xin chúc mừng Mẫn với con dế lão đại, tỏ ra rất là mạnh, tỏ ra khá là lắng lướt đó. Thì đã kết thúc trận đấu rất là nhanh, mang về rất là nhiều lợi thế cho Mẫn với cái đội hình dế gần như là bảo toàn nguyên vẹn, không một chút gọi là trầy xước. Bốn con này của trường ra đấu với Mẫn thì xem như là chỉ là kích lửa, gọi là dưỡng hăng cho Mẫn thôi, chứ còn không có gọi là việc bào biết gì hết đó. Thì sau khi trận đấu này kết thúc thì đội hình của Mẫn không những còn bảo toàn mà còn được kích lửa, gọi là còn được đẩy thêm cái tinh thần chiến đấu lên cao một bậc nữa. Thì sau khi mà vượt qua hai vòng đấu thì đội hình của Mẫn mình đánh giá là còn gần như còn nguyên luôn. Hiệp đầu gặp Bi thì cũng rất là nhanh thôi, 40 mấy giây và đã vượt qua đội của Bi. Còn qua vòng tiếp theo nó gặp mà trường nữa thì 18 giây là với tốc độ là chóng mặt. Thì với kết quả này thì mình đánh giá là Mẫn đội hình còn nguyên khi vào đấu tiếp hai vòng tiếp theo vô cùng lợi thế. Đã có một cái lợi thế là quá rõ ràng, quá lớn. À, rồi xong, đến với hiệp đấu thứ tư. Trận đấu tiếp theo cũng là trận đấu cuối cùng ở cái vòng tứ kết, đó là giữa Sinh và Hoàng. Thì đây là hai cái đại diện từ hai cái vùng miền, đó là Sinh là đại diện từ Phan Rang, cũng là một giới thủ là khá là chất lượng. Còn Hoàng là đại diện của một Sài Gòn, đại diện của dế Sài Gòn, một giới thủ chơi dế ở Sài Gòn thì cũng khá là kinh nghiệm, khá là chất lượng. Thì sau khi trận đấu kết thúc thì tỷ số đó là 4-1 nghiêng về phần thắng của Sinh. Thì trận đấu nó để lại là thời gian cống hiến của giao đấu lên tới cũng 95 giây với tốc độ cao, nhiều pha đấu đẹp và hấp dẫn, cống hiến cho người xem một trận đấu cũng khá là mãn nhãn. Thì sau khi mà vượt qua cái Hoàng, vượt qua đội của Hoàng thì Sinh, thì cái đội hình đánh giá rằng là con dế đầu tiên con Tôn Ngộ Không khi mà đấu với Trí á, thì đã thắng Trí á, thì con Tôn Ngộ Không đã bị thua thì nhưng mà chưa có dùng tóc quay lại nha, vẫn còn có thể dùng được, có thể dùng tóc quay lại thì khả năng có thể đá tiếp. Thì sau khi mà vượt qua Hoàng thì mình đánh giá là cái con xe tăng, con bạch long thì đã bị đội Hoàng hạ rồi. Thì con bạch long này là mình đánh giá là nó tuy chưa có dùng tóc quay lại chứ, nhưng mà điều mình nghĩ nó cũng hơi ê ẩm rồi, khá là ê rồi. Còn cái con Satan là mình nghĩ rằng là nó là chưa có thua, cho nên khả năng chiến đấu cũng còn rất là tốt đó. Và một con thứ tư của Sinh nữa, chưa có ra trận nên mình chưa có biết như thế nào. Thì đội hình của Sinh sau khi vượt qua Hoàng thì mình thấy đánh giá rằng là chỉ còn là tầm cỡ hai con, nếu mà cộng luôn những cái con nào mà thu mà móc quay lại nữa thì binh lực thì còn hai con. Thì để vào vòng tiếp theo thì mình đánh giá rằng binh lực cũng gọi là cũng tạm được. Thì với 4 trận đấu vừa qua của vòng tứ kết thì mình xin có thống kê về mặt cống hiến như sau. Thì xếp ở vị trí thứ tư đó là cặp đấu của Trường và Mẫn, thì chỉ có 18 giây thôi, rất là nhanh luôn. Và đứng vị trí thứ ba đó là cặp đấu của Sinh và Hoàng, thời gian đấu là 95. Minh và Andy là xếp thứ hai, thời gian đấu là 101 giây. Và xếp thứ nhất là Đồng và Bảy, thời gian đấu là 122 giây. Thì mình xin thưởng cho Bảy 50 điểm CTR để mà khuyến khích người đầu tiên đã bị loại nhưng mà đã để lại một trận đấu hay, cống hiến cho giải đấu. Rồi còn người mà đạt giải mâm sơ vàng của vòng đấu này thì đó là Trường. Thì đúng ra là sẽ không có cái giải mâm sơ vàng cho cái vòng đấu này đâu, nhưng mà Trường với chức danh đội trưởng mà thua một cách chóng vánh như vậy thì xứng đáng lãnh giải mâm sơ vàng các bạn ha.
Rồi chúng ta đến với chuẩn bị đến với hai trận đấu tiếp theo của vòng bán kết. Anh em hãy dự đoán xem nó như thế nào.